Bây giờ đồ nghề đã đầy đủ, chúng ta sẽ đến với phần trang điểm ngay sau đây. Chào em, chị là Vi, chị đến từ Maybelline New York. Em tên là gì? Thì em tên Mẫn. Mẫn đã đi làm chưa? Thì em chuẩn bị đi làm. Vậy thì cái phong cách thường ngày của em là em trang điểm như thế nào trên gương mặt của mình? Dạ, bình thường thì em trang điểm là nhẹ nhàng, đơn giản, chỉ là kẻ mắt, tô son, đánh nền. Em có muốn nhấn cái điểm gì trên cái gương mặt của em? Thì em muốn là có một chút phấn mắt. Chút phấn mắt? Để hút hồn. Hút hồn thì dạ, nghe cái ánh nhìn đầu tiên. Dạ, đúng rồi. Đó là ấn tượng ban đầu sẽ là mãi mãi, đúng không? Dạ. Hôm nay chị Vy sẽ hướng dẫn cho em một cái phong cách trang điểm đến từ Maybelline. Một phong cách rất là nhẹ nhàng, phù hợp với lại cái độ tuổi của em, mới bắt đầu có một công việc mới. Tính cách của em cũng khá là đơn giản, và em cũng muốn có một cái gương mặt là mình muốn mình tạo cái ấn tượng đầu tiên khi mà cái ngày làm việc của mình. Chị sẽ giới thiệu cho em một cái màu mắt rất là đơn giản mà hầu như là ai cũng sử dụng, và trong cái tủ trang điểm ai cũng có, là cái màu nâu. Màu nâu rất là tinh tế thì phù hợp được với lại tất cả các phong cách, rồi tất cả các độ tuổi. Không thua là mình đánh như thế nào, mình phối màu như thế nào trên cái gương mặt của mình thôi. Thì ở đây màu nâu nó có 3 màu. Thì chị sẽ tạo cho em những cái điểm nhấn ở trên cái đôi mắt của mình để tạo cái độ sâu cho các khúc mắt của em. Đầu tiên là muốn cho cái màu mắt lên màu đẹp thì chúng ta phải có một cái nền da sáng. Nên việc sử dụng nền rất là quan trọng. Sử dụng cho em màu nền sáng của BB Cream. Thì đây là một cái dạng BB có khả năng chống nắng rất là cao, có đến 50 độ SPF lận. Vì đó nó sẽ che khuyết điểm trên cái da em nhẹ nhàng, và đồng thời bảo vệ da em khỏi ánh nắng mặt trời. Sử dụng tiếp đến là phấn nền BB siêu, phấn siêu mịn sáng da. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng màu cơ bản của phấn mắt 3 màu Hyper Cosmos. Chúng ta sẽ phủ lên hết toàn bộ vùng hốc mắt. Chúng ta phủ từ đầu mắt đến giữa mắt, sau đó chúng ta sẽ phủ từ đuôi mắt, phủ ngược trở lại, để cho cái màu mắt nó nằm gọn trong cái phần hốc mắt của chúng ta. Do là cái đôi mắt của em nó hơi bé một chút xíu và nó cũng thiếu độ sâu, do đó khi chúng ta trang điểm cái màu nâu như thế này sẽ tạo cái độ sâu cho đôi mắt hơn, nhìn sẽ hút hồn hơn. Để cho đôi mắt có độ sâu thì chúng ta cũng sử dụng màu nâu đậm phủ bên dưới mi mắt dưới. Và bước thứ ba cũng là bước cuối cùng, chúng ta sẽ lấy cái màu sáng nhất trong hộp màu mắt Hyper Cosmos. Chúng ta sẽ phủ highlight làm sáng cái khu vực chân mày. Mắt của em là đang trong một cái tình trạng là có vẻ như thiếu ngủ, mắt rất là đỏ, do đó là cái màu sáng này nó sẽ hỗ trợ cho mắt chúng ta nhìn vẻ tươi tắn hơn. Để cho cái đôi mắt mình thêm phần thu hút và quyến rũ, chúng ta sẽ kẻ thêm Hyper Sharp. Hyper Sharp là một dạng kẻ mắt nước dạng bút. Khi mà chúng ta trang điểm mắt thì mascara là một cái sản phẩm bắt buộc chúng ta không thể thiếu. Bởi vì khi các bạn trang điểm mắt xong mà không có mascara thì đôi mắt của chúng ta nhìn sẽ không có được sắc sảo. Muốn tiệp với cái màu da của em thì chị sẽ sử dụng tông son màu cam. Đây là dạng son bền màu lâu trôi, do đó thì giữ được môi chúng ta tươi tắn cả ngày ha. Chào Linh. Linh đã đi làm chưa nè? Em chuẩn bị đi làm rồi chị. Em đã chuẩn bị cái gì để cho em đi làm? Em cần một phong cách thật là nhẹ nhàng. Có bao giờ em thử trang điểm tông màu hồng chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Ngày hôm nay chị Vy sẽ trang điểm cho em một cái tông màu rất là nhẹ nhàng, hợp với cái làn da của em, có một làn da sáng, mịn, rất đẹp. Màu hồng khá là nhẹ nhàng và trẻ trung. Rất là thích hợp với lại cái tính cách của em. Em có vẻ rất là nữ tính nên màu hồng này sẽ phù hợp cho em. Rồi bước đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng màu hồng trong hộp 3 màu của Hyper Cosmos, và chúng ta sẽ phủ lên hết toàn bộ cái vùng hốc mắt. Do là cái mí mắt của Linh á, cái mắt hơi hẹp, sau đó chúng ta sẽ tán cái phần ranh giới chúng ta mới vừa tạo giữa hốc mắt và bầu mắt để tạo cái độ sâu cho đôi mắt. Bình thường á, thì màu hồng khi mà chúng ta trang điểm á, dễ làm cho mắt chúng ta bị bụp, do đó là chúng ta phải có cái màu nâu đậm, màu đậm nhất trong hộp màu mắt. Chúng ta phủ cái phần hốc mắt này thì chúng ta không cần đánh phần đuôi, do đó chúng ta chỉ cần tạo cái hốc mắt mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng màu hồng phủ lên hết toàn bộ cái bầu mắt dưới của mình để tạo cái điểm sáng nhấn ở trên cái gương mặt của mình. Bước cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng màu sáng nhất
màu hồng phấn nhạt trong hộp màu hồng 3 màu. Chúng ta sẽ sử dụng ở cái phần đầu mắt, highlight ở phần chân mày và phủ nhẹ ở đầu mắt dưới. Sử dụng mascara Magnum làm dày mi gấp 10 lần, chúng ta chải theo hình sắc. Chúng ta sẽ chải mascara cho mi dưới, vuốt từ trong góc mi ra phần đầu mi. Chúng ta vuốt theo hình sắc như thế này để cho cái sợi mi được bao bọc bởi thuốc mascara và vuốt sát từ trong ra ngoài. Các bạn có thể vuốt làm nhiều lần để cho mắt chúng ta to hơn. Để hoàn tất cho gương mặt của em, chị sẽ sử dụng son màu hồng, son bền màu low fine. Thường lệ đến phần cuối chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh cuối cùng của bạn khán giả tham gia. Đông Nhi có tò mò xem Ngọc Linh trông như thế nào không? Đang vô cùng tò mò để có thể nhìn thấy được một Ngọc Linh hoàn toàn mới từ đầu tới chân. Như vậy chúng ta xin chào mừng sự có mặt của Ngọc Linh. Wow. Đi cũng duyên dáng hơn bình thường nữa, có lẽ là vì đi giày cao gót. Có đúng như kỳ vọng của Nhi không? Hơn cả sự kỳ vọng ban đầu nữa. Bởi vì như là chị cũng thấy là bạn Ngọc Linh của chúng ta khi mà mới đầu tham gia chương trình thì có một cái phong cách khá là giản dị. Nhưng mà với một cái phong cách mới như thế này thì nhìn bạn Ngọc Linh năng động hơn hẳn, trẻ trung hơn, trưởng thành hơn. Biệt rằng là cái phần make up rất là đẹp, rất là hòa hợp. Thì mình có chú ý là lúc mà gặp Ngọc Linh đầu tiên là chỉ có đánh son thôi, không đánh mắt, bởi vì nó là không biết đánh mắt. Điều này là đi làm là hơi nghi cho bạn trai này, có nhiều đồng nghiệp, có nhiều đồng nghiệp nam. Chắc là nếu mà Nhi cho điểm thì sẽ cho mấy điểm? 10/10. 10/10. Đây là gọi là Thúy Minh vẫn thường gọi là bảo bối đến từ Maybelline New York, bởi vì là thường thì các bạn đến chương trình này các bạn sẽ được các chuyên gia tư vấn, nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi chờ đợi đó là các bạn ở nhà mỗi ngày đều là một ngày mới, mỗi ngày đều tự học cách, và đặc biệt là cái đôi mắt mà tưởng chừng là rất là khó nhưng mà chỉ cần 5 phút thôi đúng không, chúng ta sẽ có một hình ảnh hoàn toàn mới. Rất là cảm ơn Ngọc Linh đã tham gia chương trình. Sau một Ngọc Linh rất là dịu dàng nhưng mà cũng rất là tự tin thì bây giờ thì mình rất là tò mò xem bạn thứ hai, bạn Tuệ Mẫn của chúng ta sẽ trông như thế nào. Wow, một phong cách hoàn toàn khác luôn. Em rất là thích cái phong cách này của bạn Tuệ Mẫn, chút màu sắc cho bộ đồ của mình, làm cho cái nhìn về bạn năng động hơn, trẻ trung hơn rất là nhiều so với hình ảnh cũ của bạn. Và đặc biệt là rất là thích cái màu mắt màu nâu. Màu nâu mắt rất là tinh tế và đầy cuốn hút như thế này tạo được một cái thiện cảm rất là ấn tượng cho những người mà lần đầu tiên gặp mặt. Thì mình vẫn nhớ là Mẫn là có học về ngành nhà hàng khách sạn. Lúc mà gặp thì đã mặc sẵn một bộ trông cũng rất là công sở rồi. Hơi buồn chán đúng không? Nhưng mà bây giờ thì trông rất là màu sắc. Thường thì mọi người hay nghĩ rằng là đúng rồi, công sở là rất là nhàm chán. Nhưng mà như Đông Nhi nói, màu sắc một chút mà trông mình vẫn rất là lịch sự, rất là cá tính. Có thấy hài lòng với hình ảnh này không? Dạ, quá hài lòng. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand, tặng bạn một món quà đến từ Maybelline như một lời cảm ơn, để mà khi mà chúng ta ở nhà cái màu mắt tinh tế này chúng ta cũng có thể thực hiện mỗi ngày. Cảm ơn Tuệ Mẫn đã tham gia chương trình rất là nhiều. I love Maybelline New York.